Chị bán hơn 10 năm rồi em. Chị gốc Huế mà. Và đặc biệt là topping đủ thứ, là gồm 3 loại chả. Chả bò, chả cua với chả cây, với nạm, với gừng, với tái. Bây giờ nước dùng của chị là có mỗi nội, tại vì chị nấu xương ống ra cho miễn phí. Nên mỗi nội chị nói chung là chị bán là nó không có đủ. Vì khách đó là nó rất là ăn, thích ăn mỗi nội. Có nhiều khách ăn với chị là cũng 9-10 năm cũng có. Mà khách ăn cũng 7-8 năm cũng có nữa. Chị tên Ngọc, chị bán bún bò Huế. Quán bún bò chị là quán bún bò Khánh Ngọc. Địa chỉ của chị là 2761 đường Minh Phụ, phường 15 ở phường Bình Thạnh. Chị bán từ 2 giờ rưỡi tới 10 giờ rưỡi. Chị bán hơn 10 năm rồi em. Từ xưa nay chị bán đây. Tại vì chị đam mê, chị thích đó. Chị gốc Huế mà. Cái này là chị từng nấu, chị thấy khách nó ăn cũng được rồi nên chị bán cũng lâu rồi, 10 mấy năm rồi em. Chị bán từ dao động từ 30 tới 50. Nếu mà ai ăn bình thường là 30, mà đầy đủ là 40, mà đặc biệt là 50. Nó khác nhau chứ. Nếu mà bình thường là chỉ có là nạm gừng với chả thôi. Còn đầy đủ có giò, đầy đủ là có giò. Còn đầy đủ đặc biệt là nói chung là topping đủ thứ. Là gồm 3 loại chả với nạm gừng, với giò nữa. Như chị bán hiện tại là giờ có là 3 loại chả, chả bò, chả cua với chả cây, với nạm, với gừng, với tái. Bây giờ nước dùng của chị là có mỗi nội, tại vì chị nấu xương ống ra, nó cũng nói chung cũng hơi có hơi bị béo. Nói chung là nó có bị béo, tại vì chị nấu cái nước xương ống rồi chị đánh thủy lên đó, rồi nó có hơi bị béo. Nói chung là người ta ăn, người ta cảm nhận, người ta nói mình mới biết. Chứ đôi lúc thì mình ăn thì mình nói vậy, đôi lúc người ta đâu có nghe, đâu có tin đâu. Cái mỡ nội này là chị cho miễn phí, nhưng chị không có bán thêm. Mà chị sẽ không cho lần thứ hai, tại vì cái mỡ nội nó ít. Mà ở đây là người ta ưu chuộng về cái mỡ nội. Nên mỡ nội chị nói chung là chị bán là nó không có đủ. Tại vì 100 tô là tới 90 tô là mỡ nội. Nên vì cái lượng mỡ nội là chị không có cho hết được. Bắt buộc chị là giống kiểu cái này là chị cho một người nó tô vô tô luôn, là một người ít cục ăn cho nó giống kiểu nó vui. Chứ ngoài ra là chị không có bán thêm, mà chị cũng không có cho thêm luôn. Cái đó là chị, tại vì quán chị là như vậy. Bây giờ người khách đến trước thì được tô nào thì chị bán tô đó, còn đến sau thì phải chịu thôi. Vì khách đó là nó rất là ăn, thích ăn mỡ nội. Tại vì mỡ nội là nó chính gốc bò luôn, nên nó rất là thơm. Mà chị mua là người ta không có bán. Tại vì mối người ta nói là cái này là chị có là tặng cho chị, để chị tặng là cho khách thôi. Ngoài ra là chị mua thêm là người ta không có bán nữa. Đôi lúc chị cũng muốn mua để phục vụ thêm khách thêm, là mình kiếm khách hàng thêm nữa. Nhưng không có nên chị bắt buộc phải như vậy thôi. Mà chị nấu bún bò ở đây á, thì nó cũng có pha lẫn ở miền Nam này. Chứ không phải là hoàn toàn Huế. Huế là nó ở ngoài Huế, quê chị á, là người ta ăn là theo cảm nhận là giống chuẩn nó có vị mặn với vị cay. Còn ở đây là nó có vị ngọt dịu, nó cũng mặn, mà nó nước dùng nó đậm đà hơn ở quê. Nói chung là nước dùng ở đây nó đậm đà hơn ở Huế nghe. Tại vì chị ở vô đây lâu rồi, bắt đầu mình nấu theo kiểu miền Nam. Chứ gặp mình nấu theo kiểu người Huế như mình không là người miền Nam ăn không được. Lai miền Nam nó dễ ăn, tại vì mình ở đây là nó mỗi vùng miền khác nhau, vùng miền khác nhau. Nên nhìn mình không có thể là nấu hoàn toàn theo công thức ở Huế được. Ở Huế là chỉ có là người Huế ăn, cho miền Nam người ăn không được. Chị chuẩn bị từ khi 9 giờ rưỡi sáng tới 2 giờ mới xong. Cái phần chị luộc gân á. Tại vì chị luộc gân á, xong bắt đầu là phải cắt gân. Chị lọc gân ra. Bắt đầu thấy gân mỡ là bắt đầu chị mới bỏ vô mỡ nổi. Tại vì cái gân ở đây nó không có phải là nạc hoàn toàn mà chỉ có dính mỡ nữa. Nên chị bắt buộc luộc xong, bắt đầu chị mới ngồi cắt. Cắt ra từng miếng bán, rồi còn ít mỡ là chị sẽ bỏ trong nồi là chị làm mỡ nổi. Nên vì cái việc cắt gân thì nó mệt nhất. Tại mình vừa lọc nạc vừa lọc thịt á. Cái mỡ nổi này là một phần là do là chị lọc cái gân ra nữa, chứ không phải là mỡ hoàn toàn. Nên gì ở đây mỡ nó cũng có vị dai hơn mấy chỗ kia là nó bở. Còn ở đây thì mỡ nó cứng, tại vì nó có pha vô thịt nữa nên nó hơi cứng. Lúc trước á, là một phần á, là chị nói bỏ mỡ nội vô á, là bún bò nó sẽ thơm hơn, nó sẽ béo hơn.
Với thứ hai nữa là khách nó ăn cảm thấy ngon á, rồi khách nó người này người kia người ta hỏi, với bạn bè người ta dẫn tới rồi người ta cảm thấy ăn được, rồi bắt đầu nó rủ bạn bè tới, rồi giống như mấy người lớn tuổi cũng vậy, người ta thích ăn nó tan trong miệng, nó hơi có vị béo là người ta thích hơn. Đi lúc đầu là chìm nói bán á, là mở nồi một phần á, thứ nhất là để cho nước nó thơm, thứ hai nữa là nó có vị béo, rồi bắt đầu thấy khách nó thích ăn mở nồi rồi bắt đầu chìm nó bán luôn. Rồi giá trị sinh viên nói thiệt là nói chung lại á, thì ở đây là chị bán đúng chỗ người nào á mà ăn muốn thêm, xin muốn thêm hay gì nó muốn nhiều chị vẫn cho nhiều, trừ khi mà có em nào mà kêu thêm một chén muốn thêm năm chén muốn thêm là chị sẽ lấy thêm một chén 5.000, còn như rau hay gì á là người ta xin thêm mà chị sẽ cho, chị không có lấy tiền, trừ khi là giống kiểu em nào mà muốn, tại vì ăn muốn nhiều rồi mà người ta muốn ăn muốn nhiều thêm nữa, người ta xin nói bán thêm một chén muốn thêm là chị sẽ lấy thêm một chén 5.000. Vừa làm vừa bán vừa rửa tô cũng có nữa, cái khâu gì chị cũng làm được hết, mà đôi lúc nó đông quá thì đông lúc cào chứ, đôi lúc đông quá thì con người mình nó hơi mệt mỏi, nhưng vì cách vì phục vụ thấy khách và ăn ngon miệng cũng mình cũng phục vụ nhiệt tình à. Nói chung là quán chị thì từ nhân viên hay tới ai vậy là phục vụ nó vui vẻ hoặc bác khách nó không có chê mà nó không phản ảnh là nói ở quán này nó hơi khó này kia, không có nghe. Ở đây là người giống kiểu ai xin gì hay bất cứ gì là vẫn phục vụ nhiệt tình, trừ khi mà khách đông quá thì nhờ khách lấy giùm thôi. Trừ cũng có nhiều khách nó cũng khó chịu lắm, nó ngồi gần đó mà đũa muỗng nó cũng không lấy nữa, phải kêu lấy nữa. Mà đôi lúc hết khách mình đông mình đâu có phục vụ tới được hết được em. Khi nào mà mình rảnh á, bắt đầu mình mới nỡ được, còn khi nào đông thì phải khách cứ thông cảm thôi chứ. Nhiều người họ không có từ đồng ý là người ta cái đũa muỗng đó người ta còn kêu ở chị ơi lấy đũa muỗng, mà khi thì khách đông thì đâu có lấy được. Chị nói có gì em lấy giùm, tại vì chị đã bỏ sẵn màu mè gia vị, chị bỏ sẵn hết rồi, ớt rồi chị châm hết rồi. Trừ khi cái nào mà em xin thêm một là bún thêm hoặc là rau thêm, cái gì chị mới phục vụ thôi. Còn mấy cái thứ đó là khi khách đông thì bọn em thông cảm thôi. Có nhiều khách ăn với chị là cũng 9-10 năm cũng có, mà khách ăn cũng 7-8 năm cũng có nữa. Mà đa số là chị bán là khách, đa số là sinh viên, khách quen không à. Mấy đứa sinh viên quen á, mặc dù người ta đi lâu, nói chung chị cũng có cái hên là người ta đi lâu, người ta ở đâu, lâu lâu người ta quay lại, người ta ghé ở đây, người ta vẫn ghé chị ạ. Tại vì người ta nói là đi đâu không bằng hương vị ở đây, tại vì người ta ăn quen á, hoặc là hương vị nó quen, chứ không phải là ngon hay dở gì mà hương vị nó quen. Người ta nhận xét chứ, người ta nói đó là chị nghe cảm nhận của mấy đứa sinh viên nói thôi. Nó nói là ăn ở đây á, thì cái vị nó đậm đà hơn, với nó thơm mùi bún bò hơn, nó thơm hơn mấy chỗ khác, cái nước dùng nó thơm hơn, với giờ lại cái vị này nó đậm đà hơn, với nó không có hôi mùi mắm ruốc. Khách nó nói vậy, nó nói chị nấu không thơm, không nghe thơm mùi mắm ruốc, tại vì nó không có nồng á chị, tại vì cái mắm ruốc á chị sẽ có khử thêm một cái nào gì đó nữa, bắt buộc là cái mắm ruốc nó không có hôi. Còn nhiều người hồi nấu là người ta đổ trực tiếp vô luôn, bắt đầu nó nóng lên á, nó nước sôi nó lên là bắt đầu mắm ruốc nó phật ra là nó hôi. Còn như đây là chị đã khử rồi, là chị đã dùng một cái gì đó rồi bắt đầu chị mới xào là cái ruốc lại, chị mới đổ vô trực tiếp, bắt đầu chị mới lọc cái xác ra, chị vứt ra rồi bắt đầu chị lấy cái nước thôi. Nên gì nó không có hôi, cái thật ra là bún bò có mắm ruốc nó mới ngon, còn không có mắm ruốc là nó không có ra bún bò được.